Hi xong mọi người, mình là Ben đây Rồi, thì trong video hôm nay mình sẽ làm một video liên quan đến việc là update 17 pack 2 của Lockroot nha anh em Rồi thì thông tin này được nói từ chính admin Lockroot luôn và cụ thể là ông Rip INERA Rồi thì cái thông tin này như thế nào thì các bạn sẽ cùng mình đi xem thông tin này như thế nào nhé Và chắc chắn rồi, mình khẳng định các bạn luôn, update 17 pack 2 đang gần đến rồi anh em ơi Rồi thì đến khi các bạn xem tới đây rồi, các bạn biết nên làm gì rồi đấy Đúng rồi, subscribe ủng hộ cho mình đi nào Còn nếu không thì các bạn sẽ bị như vậy này Hãy hiểu chưa? ok nha rồi ok thì bây giờ các bạn sẽ cùng mình đi xem thông tin như thế nào nhé đó thì là đầu tiên các bạn ông rip in ra thì cách đây gọi là ba phút trước ông có đăng một cái dòng chữ các bạn thấy không đây đây pack 2 trailer coming soon thì có nghĩa là cái phần trailer của update 17 pack 2 gọi là sắp xong anh em đó thì thường đa số là những ông admin á là khi mà gọi là sắp đến pack 2 thì ông sẽ thông báo một cái dòng tin tức này nhá đại thì uh, nếu mình ông này đăng như vậy rồi thì chắc chắn là cái pack 2 chi nó sẽ sắp đến anh em mình có nghĩ có thể là một ngày hoặc có thể trong hôm nay luôn nhá đó rồi ngoài ra mình sẽ cho các bạn xem cái thông tin này mà các bạn nào chưa biết nào đó thì là cái này là cái skill xì boy mới từ ông uh, cái cái người admin làm game không phải làm game mà là ông admin làm phụ trách làm cái trái mochi v hai mọi người đây thì đây là cái skill mà ông xì boy hôm qua đó các bạn có thể thấy thì chắc đây là một cái skill tool hay gì nè, mình nghĩ là vậy thôi. Đó. Thì thêm cái này với lại cái việc mà ông này mới vừa đăng cái này nữa. và cộng thêm đó anh em, trên YouTube khi mình gõ cái từ gọi là Gamer Robot á thì đây chính là cái gọi là kênh chính của ông mà gọi là admin Lockroot. Đó thì các bạn thấy nè, ông này mới vừa đổi cái avatar kênh đó. Thì đây cũng là một trong những động thái gọi là việc update đang đến gần như anh em. Đó thì theo như mình suy nghĩ nếu mà ông này đã đăng cái tin tức gọi là update trailer Black 2 sắp đến thì mình nghĩ có thể là chỉ trong vòng tuần này hoặc nếu mà nhanh nữa thì có thể là hôm nay hoặc là ngày mai thì các bạn có thể đón nhận được một cái video trailer bắt 2 nhé hoặc là có thể là các bạn sẽ gọi là được chơi tự game update bắt 2 thông báo thời gian update luôn em đó mình nghĩ là vậy rồi thì video này của mình cũng đã hết cảm ơn các bạn đã xem video còn thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo